lại nữa thiện hiện người thuyết pháp một thân không hệ lụy vô ngại tự tại còn người nghe pháp thì liên hệ nhiều người bị níu kéo ràng buộc hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện, hiện người nghe pháp một thân không hệ lụy vô ngại tự tại còn người nói pháp thì liên hệ nhiều người bị kéo níu buộc ràng hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp thì chẳng ưa số đông tụ tập còn người nghe thì thích ở chỗ đông Hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép họ chỉ đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện người nghe Pháp thì chẳng ưa số đông tụ tập, còn người nói Pháp lại thích ở đám đông tụ tập, hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp thì muốn khiến người nghe đối với việc làm của mình đều phải tùy hỷ tán trợ nhưng người nghe lại chẳng theo ý muốn đó, hai bên chẳng hòa hợp. Nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp thì muốn đối với các việc làm của người thuyết pháp đều tùy hỷ tán trợ, nhưng người thuyết pháp thì chẳng tùy thuận ý muốn ấy, hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp thì vì tài lợi nên muốn vì người mà nói bát nhã ba la mật đa sâu xa lại muốn khiến kẻ ấy sao chép thọ trì đọc tụng tu tập nhưng người nghe pháp biết việc làm ấy mà chẳng muốn làm theo hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp thì vì tài lợi nên muốn thỉnh người khác nói bát nhã ba la mật đa sâu xa lại muốn dùng phương tiện để sao chép thọ trì đọc tụng tu tập nhưng người thuyết pháp biết việc làm ấy mà chẳng đáp ứng sự thỉnh mời hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp thì ưa thích phương khác trốn nguy hiểm đến thân mạng còn người nghe lại sợ mất thân mạng chẳng dám theo đến hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp thì ưa thích phương khác trốn nguy hiểm đến thân mạng còn người thuyết pháp sợ mất thân mạng chẳng muốn đi cùng hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp ưa thích phương khác trốn thiếu thức ăn uống còn người nghe pháp lại lo nơi kia gian khổ chẳng muốn đi theo hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp ưa thích phương khác trốn thiếu thức ăn uống còn người thuyết pháp thì lo nơi ấy gian khổ nên chẳng cùng đi hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát